Em có quen một bạn nữa được gần 3 năm rồi. À 3 tháng. Đéo bạn nữa là bạn đéo ấy, bạn nữ à? Em ấy nói chuyện với em nhưng hay biến mất mà không nói gì cả. Cách đây mấy hôm thì bạn ấy cũng biến mất như vậy, nhưng lần này tới 3 đến 4 ngày. Tới lúc em hỏi thì bạn ấy bảo là bận không có thời gian cầm ở điện thoại. Ui em ơi, anh đọc qua thì anh đã thấy luôn cái trường hợp này là cái trường hợp mà kiểu người ta đéo thích em lắm đâu, nhưng mà người ta chưa tìm được một cái lý do đéo gì để từ chối thẳng thừng thôi. Anh ghét những cái kiểu người như thế lắm nhá. Tức là làm cái đéo gì nó cũng phải dứt khoát, đừng để người ta chờ đợi. À, ví dụ như là hôm nay đi đây làm cái này làm cái này, đéo đi thì thôi, phải nói thẳng một câu để người ta đỡ. Cứ mập mà mập mờ khó chịu lắm, trong chuyện tình cảm thế. Cái gì nó cũng phải rõ ràng. Thế bây giờ em nhắn tin hỏi thẳng mẹ người ta luôn đi, là em bây giờ em xác định cái mối quan hệ này là như nào, là bạn bè, là đồng nghiệp, là anh em, là huynh đệ hay là người yêu. Nói thẳng luôn, đỡ mất thời gian nhau. Em có thấy bản thân mình bị mất thời gian không? Có đúng không? Em bị cuốn vào cái câu chuyện đấy rồi, đéo được em ơi, dứt ra đi. Không được đâu, người ta đã không coi mình ra gì rồi thì tốt nhất là mình nên xem lại, xem cái khoảng cách bây giờ nó đang là cái gì. Cái mối quan hệ này nó đang là cái đéo gì, nó mập mờ, mất thời gian lắm. Lựa. Anh có bao giờ tự ti về ngoại hình của mình không anh á? Anh không. Tôi thì ngày xưa tôi bị tự ti một cái vấn đề lớn nhất, đấy là tôi là dân tỉnh lẻ. Tôi xuống dưới Hà Nội, tôi học với cả tôi làm thế thôi. Nhưng mà sau tôi nhận ra là nếu như mà bạn có chí, bạn có công việc làm ổn định, cái cuộc sống của bạn chả đụng chạm đến ai cả, và bạn chả cần quan tâm người ta nói gì, thì lúc đấy đéo cần lo người ta nói là mẹ mày ngoại hình mày có vấn đề hay là như này. Các bạn suốt ngày các bạn chê tôi đấy chứ. Tôi lùn này, tôi tính toán dốt này, nốt ruồi tôi vô duyên này, tóc tai tôi trông như cứt này, dáng dấp tôi, cái kiểu đi của tôi, xong rồi cái hành động tôi trông như thằng trẻ trâu này, mồm tôi méo trông như chơi đá này. Các bạn nói suốt về ngoại hình của tôi chứ. Ngày xưa tôi cũng hay để ý lắm, nhưng mà bây giờ tôi thấy bình thường, quen mẹ rồi. Nói thật chứ, công mà ngoài đường ấy, một hai người chê các ông, ví dụ như ra ngoài, ui trông kìa, mặt dầu trông kinh thế, ui mụn đầu đen kìa, tóc tai trông bết thế kìa, chắc các ông nhảy dựng của mẹ lên là các ông đấm cho người ta mấy phát ấy. Mà đây nha, tôi đéo phải một người nói đâu công, cả nghìn người nói mẹ luôn ấy. Quen mẹ rồi công, trai có mẹ mặt rồi. Người ta nói là việc của người ta, mồm là của người ta, còn mình nghe không là việc của mình, kệ mẹ người ta. Ừ, làm sao đâu các bạn. Làm việc của mình đi, làm cho nó tốt vào các bạn. Tôi thấy là bây giờ cái chuyện ngoại hình nó không quan trọng đâu lắm. Công biết bây giờ quan trọng nhất là cái vấn đề gì không? Công thử lên mạng, công đọc xem các ông thấy. Cái meta cuộc sống bây giờ là người ta sợ nhất là đéo biết mình là ai. Các ông sẽ nghĩ em có thấy đúng không? Trên mạng ấy, suốt ngày cãi nhau, chửi nhau, người này người kia, báo chí giật tít. Vì cái vấn đề gì? Vì là muốn nhiều người biết. Vì là mạng để người ta biết được là mình là ai, mình là thằng nào, ngày xưa mình đã làm gì, ngày xưa mình nổi tiếng ra sao, tại sao bây giờ đéo người biết. Thế hệ trẻ nó lên rồi, bây giờ bố mày phải khơi lại, hiểu không? Bố mày phải cãi chửi nhau trên mạng để cho nhiều người biết. Đi ra ngoài đường va quẹt nhau một tí thôi, nhảy xuống, mày biết bố mày là ai không? Kìa, biết thì đéo nào được. Mẹ họ hàng em ở quê, nhiều khi em về em còn đéo nhớ được nữa. Anh mẹ thằng dưới đất hỡi ở đâu về, anh biết em là anh biết bố mày là ai không? Biết thì đéo là được. Sợ thế, sợ lắm các bạn. Các bạn cứ thử em mạo lên trên mạng hay các bạn ra ngoài đường xem, loanh quanh người ta toàn là cứ phải thể hiện xem để người ta biết. Có tôi ấy, ví dụ như là bọn tôi làm mấy cái nghề như này à, sợ lắm các ông ạ. Tốt nhất là chả qua là lỡ đâm sâu vào rồi, chứ bây giờ cũng nhiều người biết rồi, đéo làm gì được thôi. Nhưng mà đến cái cuộc sống mà nhiều người biết của nó bị đảo lộn với đấy các bạn ạ, bị khổ với đấy, nó bị nhiều vấn đề tiêu cực lắm. Mà kể ra thì nó đéo hay, mà nói thế tôi kể suốt ngày rồi còn đéo nữa. Nhưng mà đẹp thì lúc nào cũng có lợi thế đúng không? Không, bình thường. Nhiều ông con trai tôi cứ thấy bảo là mẹ lúc nào cũng mở mồm ra là phải đẹp trai, mở mồm ra là lúc đéo nào cũng phải bảnh bao, mở mồm ra là quần áo đồ hiệu. Phụ nữ ấy, không phải là tất cả mọi người đều kiểu nhìn đàn ông đẹp trai là người ta thích đâu các bạn ạ. Có người thì người ta bị thu hút bởi sự lạnh lùng, có người thì người ta bởi thu hút bởi mùi cơ thể, có người thì yêu vẻ kiểu thông minh đấy, có người thì lại thích kiểu ngô nghê ngốc nghếch đấy, nó tùy từng kiểu. Đéo phải là cứ đẹp trai là chị em phụ nữ thích. Mỗi kiểu người nó lại có một kiểu gu khác nhau, nên các ông đừng bao giờ đặt cái tiêu chí đẹp trai là cái tiêu chí hàng đầu để các ông đi tán gái hay là có người yêu. Sai, sai hoàn toàn. Có người lại còn bị hấp dẫn bởi mùi thối chân hôi nách chẳng hạn, ví dụ như thế chẳng hạn. Các ông có đẹp trai đến đâu mà các ông đéo có một cái mùi cơ thể mà nó thối ấy, thì đúng cái gu phụ nữ ấy, người ta cũng đéo thích đâu, đéo giờ tán được người ta đâu. Hiểu chưa? Kiểu như thế. Nói chung là những người đàn ông mà bên ngoài kiểu cứ trông kiểu lịch lãm, gà lăng, thông minh, sạch sẽ, bên trong nhiều tiền đấy, thì cũng cơ hội cũng cao hơn bình thường.
Nếu như ông nào mà chán nó không bị cao ấy thì các ông nên lấy một cái lợi thế để cho mặt mình nó sáng sủa. Tối sủa hay không tôi không biết nha, nhưng mà để mặt mình sáng sủa thì các ông nên vớt tóc lên. Các ông có thể chơi kiểu trải ngang một bên, hay các ông trải ngược mẹ ra sau, hoặc là các ông cắt chọc mẹ đi để cho trán của các ông cao hẳn đi. Mặt các ông lúc đéo đọng sáng. Có nhiều ông tôi thấy để quả tóc kiểu ví dụ như là mẹ che con mẹ che mẹ ở đây này. Nhiều lúc đi ra ngoài đường phải vén ra một bên, ai đấy? Ai gọi mình đấy? Kiểu mẹ trông nó cứ thế đéo nào, các ông cứ để mặt mũi sáng sủa lên một tí nhá. Thứ hai nữa là răng. Răng các ông mà trắng đều mà đẹp một tí, không hút thuốc, không cà phê, không trà đá các thứ gì ấy, thì các ông sẽ có một bộ răng để trông nó sáng sáng một tí. Cười cái. Ui, yêu thế nhở? Ủa anh kia răng đẹp thế nhở? Cười cái. Ui, ông hấp dẫn thế nhở? Đấy, nó phải khác như thế chứ các ông. Cười ra cái răng kiểu vừa vàng vừa xỉn xong vừa cái nọ sọ cái kia. Thì tất nhiên là nếu như mà có điều kiện thì mình sẽ phải đi xử lý rồi. Răng ai mọc không đều thì cái đấy là do vấn đề về bẩm sinh rồi thì không nói làm gì. Nhưng mà cái chuyện mà răng sáng trắng, răng đẹp, mồm miệng thơm tho các thứ là do các ông mà. Hạn chế thuốc lào, hạn chế thuốc lá, chịu khó vệ sinh răng miệng. Em 22 tuổi rồi mà gia đình em muốn em lấy chồng như vậy có sớm quá không? Sớm 22 tuổi đi lấy chồng thôi. Tôi thấy cái độ tuổi phù hợp nhất để lấy chồng đối với chị em phụ nữ là khoảng 25 tuổi. Còn đối với cả đàn ông con trai mình là khoảng 27 đến 30 tuổi. Tôi thấy thế thôi, nhưng tất nhiên nó tùy hoàn cảnh từng nhà. Mình thích lúc nào mình lấy lúc đấy thôi các bạn. Mỗi người có một cái đam mê mà. Có người thì đam mê chụp ảnh, có người thì đam mê làm streamer, làm youtuber. Có người đam mê nấu ăn, có người đam mê ăn để béo lên như thằng Hiếu Lợn chẳng hạn. Có người đam mê lấy chồng đẻ con. Thì cái đấy thì không cứ. Có người thì kiểu 18 tuổi người ta đam mê mãnh liệt quá rồi, phải đẻ thôi thì người ta lấy chồng. Còn có người thì chưa có nhu cầu, cứ khoảng 25-30 tuổi lấy cũng được, có làm sao đâu, nó tùy từng người mà các bạn. Còn đừng quan tâm người ta nói cái đéo gì cả, họ hàng, hàng xóm, xong rồi bạn bè. Nhiều khi kiểu xã hội đánh lừa mình đấy. Bạn bè cùng lứa nó cứ lấy chồng hết, xong rồi nó đẻ con các thứ, xong rồi tự nhiên mình cảm thấy là mình bị lấy chồng muộn, phải như thế. Chúng không có nhu cầu, kệ chúng nó. Còn mình chưa nhu cầu, mình đang thích kiếm tiền, mình đang thích chơi, mình đang thích cuộc sống độc thân ý, thì mình đéo cứ là mình cứ phải đi theo chúng nó để lấy chồng đẻ con làm cái gì cả. Được. Có quá nhiều bài học ở trên cái cuộc sống này về cái vấn đề là cờ bạc có giúp cho con người ta làm giàu hay không, hay ít nhất là cờ bạc có khiến cho bản thân mình thỏa mãn hay không, có chiến thắng được cái tôi của bản thân hay không. Và mọi câu trả lời đều không. Có một cái vĩ nhân nào đấy ở trên mạng, tôi đéo nhớ tên nữa, nhưng mà đã từng nói là cờ bạc người không chơi mới là người thắng, còn người chơi cờ bạc đéo bao giờ thắng. Nghiệm đi nghiệm lại thì câu đấy vẫn là đúng trong mọi hoàn cảnh. Nên là thôi, tốt nhất các bạn ạ, đừng các bạn. Tôi đọc về tôi đéo biết nói là tôi nên thương hay là tôi nên trách nữa. Thực sự là đừng dây vào các bạn ạ. Khi các bạn dây vào rồi thì đến cả bản thân của các bạn, đến cả cái tôi của các bạn, hay là đến cả cái liêm sỉ của bản thân các bạn đều vứt đi hết. Thế lúc chơi sao đéo nghĩ đến hậu quả đi? Thế lúc thắng có chia cho ai không? Thế là cái câu chuyện các bạn ạ.